Sau một mùa giải trắng tay, Arsenal một lần nữa bước vào mùa giải mới với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch ngoại hạng Anh cùng với các đối thủ sừng sỏ khác. Pháo thủ đã có một chuyến du đấu hè không đến nỗi nào với 3 chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Ngoài ra, danh hiệu MLS Cup vừa mới giành được sẽ là một nguồn động viên tinh thần lớn cho đoàn quân của Mikel Arteta trong việc thu phục những danh hiệu trong mùa giải mới. Ngoài ra, đội bóng thành London còn có thêm sự bổ sung chất lượng ở hàng thủ với sự góp mặt của hậu vệ Ricardo Calafiori cầu thủ đã có màn trình diễn nổi bật trong màu áo Bologna mùa giải trước và tại Euro 2024 trong màu áo đội tuyển Italia. Calafiori được kỳ vọng sẽ mang tới sự chắc chắn ở hàng thủ đặc biệt là vị trí hậu vệ trái, nơi thường xuyên để lại những nỗi lo trong những mùa giải gần đây. Bên cạnh đó, việc được thi đấu với những hậu vệ hàng đầu thế giới như William Saliba và Gabriel Magalhães sẽ phần nào giúp Calafiori thi đấu trưởng thành, qua đó góp phần giúp pháo thủ tự tin trong cuộc đua vô địch. Với Wolf, tình hình lực lượng và phong độ của Wolf trước mùa giải 2024-2025 ngoại hạng Anh đang có nhiều biến động đáng chú ý. Sau khi chia tay một số cầu thủ trụ cột, Wolf đã tích cực bổ sung lực lượng bằng cách chiêu mộ những gương mặt mới tiềm năng. Tuy nhiên, việc hòa nhập và tạo nên sự kết hợp ăn ý vẫn là bài toán lớn cho huấn luyện viên Julian Lopetegui và đội ngũ huấn luyện. Hàng thủ của Wolf vẫn duy trì được sự chắc chắn với sự lãnh đạo của trung vệ Conor Cody, nhưng hàng công lại chưa thực sự sắc bén. Sự phụ thuộc vào Raul Jimenez và Pedro Neto vẫn còn lớn, trong khi các tân binh cần thêm thời gian để thể hiện mình. Khả năng kiểm soát trận đấu ở khu vực giữa sân cũng chưa được đảm bảo, khi những cầu thủ như Ruben Nix và João Moutinho không còn duy trì được phong độ cao nhất. Nhìn chung, Wolves đang ở trong giai đoạn chuyển giao với nhiều thách thức. Sự phối hợp giữa các cầu thủ mới và cũ, cùng với việc duy trì sự ổn định trong lối chơi, sẽ quyết định thành công của họ trong mùa giải mới. Trận mở màn gặp Arsenal sẽ là liều thuốc thử quan trọng để kiểm chứng sức mạnh và tham vọng của Wolf. Theo phân tích của chuyên trang bóng đá Sport Mole, kết quả có nhiều khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Arsenal thắng với xác suất là 76,98%, tỷ lệ hòa là 14% và tỷ lệ thắng cho Wolves là 8,99%. Tỷ số khả dĩ nhất cho chiến thắng của Arsenal là 2-0 với xác suất là 10,34%. Arsenal luôn là nỗi ám ảnh cho Wolves với 6 trận thắng liên tiếp gần đây. Lần này, kịch bản tương tự có khả năng lặp lại khi pháo thủ vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ về mọi mặt. Wolf vừa bán ngôi sao Pedro Neto cho Chelsea, cho thấy sự bất ổn khi thua hai trận giao hữu vừa qua. Họ có nguy cơ chịu sức ép rất lớn tại Emirates trước một Arsenal có chất lượng đội hình vượt trội. Thắng Lyon ở Emirates Cup mới đây khẳng định Arsenal đang dần bắt nhịp tốt với mùa giải mới khi các trụ cột tập trung trở lại và tân binh Calafiori chứng tỏ sự chắc chắn ở hàng thủ. Từ những màn trình diễn tích cực trước MU, Leverkusen Lyon có thể tin rằng Arsenal sẽ nhập cuộc tốt trên sân nhà, khai thác tối đa lợi thế này để tạo ra những cơ hội ghi bàn trước Wolf. Bên cạnh đó, Arsenal đang giữ chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp ở ngoại hạng Anh, ghi tới 16 bàn thắng và chỉ vào lưới nhật bóng 3 lần. Mùa giải ngoại hạng Anh năm ngoái, đoàn quân của Mikko Ateta đã thi đấu vô cùng nỗ lực và về đích ở vị trí Á quân với 89 điểm, chỉ kém nhà vô địch Man City 2 điểm. Để tiếp tục chinh phục cuộc đua giành ngôi vương năm nay, đội chủ sân Emirates đã có những sự bổ sung chất lượng như mua đất David Raya hay chi 45 triệu euro cho Ricardo Calafiore. Một chiến thắng trong ngày mở màn là điều Arsenal hướng đến nhằm khẳng định sức mạnh của mình. Về phần Wolf, họ chỉ xếp thứ 14 ở mùa giải 2023-2024. Trong các trận giao hữu trước mùa giải, thầy trò Gary O'Neil thể hiện không thực sự ấn tượng với hai trận thua và một chiến thắng. Lực lượng của đội chủ sân Molineux cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau sự ra đi của các ngôi sao hàng đầu như Mark Cuban và Pedro Neto. Xét thành tích đối đầu trực tiếp, Arsenal hoàn toàn vượt trội Wolf với 6 trận thắng liên tiếp. Pháo thủ cũng sút tung lưới bầy sói tổng cộng 14 lần. Chiến thắng là điều nằm trong tầm tay thầy trò Ateta. Tỷ lệ trận đấu Arsenal thắng Wolves 5 trong 6 cuộc đối đầu trước đó theo tỷ số châu Á. Pháo thủ cũng thắng cả hai trận mới nhất. Phía bên kia, Wolves thua 2 trong 3 trận vừa qua. Tổng bàn thắng cả trận thống kê chỉ ra 6 trong 8 trận gần đây của Arsenal dưới mốc tổng bàn thắng, giữ sạch lưới trận mới nhất. Về phần mình, cả hai trận mới nhất của Wolves cũng có kịch bản tương tự. Chuyên gia Standard Evening dự đoán Arsenal thắng giành chiến thắng 3-0 trước Wolves.